Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống ở đây. Đây là thành phố Edmonton, Canada. Ở đây là đường 82 Street, chạy thẳng xuống ở hướng Nam. Bên ngang này là đường 129 Avenue. Sáng nay tôi đi ăn sáng cái nhà hàng tàu này, tiếng Anh nó gọi là dim sum. Còn tiếng tàu thì hình như nó đọc là dim sum. Quý vị nào người tàu à? Quý vị chỉnh giùm tôi ha. Tôi thì tiếng tàu không có biết mấy. Thì đây là cái nhà hàng tàu. Bên kia là hình như là cái trạm sửa xe bưu điện kia, đó mấy chiếc xe đỏ đỏ trắng trắng đó trước mặt đây. Quay vòng cho quý vị xem à, đó là ngoài đường đó. Đó, bên kia là cái trạm sửa xe bưu điện ấy, xe trắng đỏ đó, đó. Bên kia có cây xăng ra. Đây là cái bãi đầu xe này. Cái nhà hàng này nó cũng nhỏ, nó vừa thôi, không có lớn lắm. Đó, cái nhà hàng trước mặt quý vị đó. Đây là cái menu này họ đưa cho mình. Ở đây cái menu này là cái giá đó. Cái giá nó nằm ở trên này chứ không phải lên đây đó. Ví dụ quý vị mà chọn cái nào thì nó có chữ L, M gì đó. L là lớn, M là trung. Đó, thì cái giá nó nằm như vậy đó. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh YouTube. Please subscribe to support our channel. Thank you. Ở đây thì quý vị nào muốn uống trà thì kêu trà, muốn uống nước lạnh thì kêu nước lạnh. Xong mình order mình rồi thì họ đưa cho mình cái giấy này. Đó, trong đó mình kêu cái món gì đó thì cái trong đó nó không có cái giá. Cái đó xong rồi lúc mà họ đem đồ tới thì họ gạch cái đó, có nghĩa là giống như là họ đã mang tới đồ ăn cho mình rồi. Thì ở đây họ không có cái xe đẩy, cho nên là quý vị nào mà không biết tiếng tàu hay là tiếng Anh mà kém thì quý vị có thể hỏi người làm ở đây. Còn quý vị nào biết tiếng tàu với tiếng Anh giỏi thì quý vị cứ kêu đọc cái đó là quý vị hiểu. Đây là những cái món mà ăn sáng người tàu họ gọi là dim sum. Tiếng Anh gọi là dim sum. Chỉ lúc mình đặt đồ ăn xong thì cộng khoảng vài kiểu khoảng 5 phút 5-6 phút gì đó là họ đem đồ ăn ra cho mình. Thì cũng tùy theo món, còn món thì chắc đợi khoảng 10 phút. Đa số người mình đi thì ăn thích ăn chân gà. Cái này là cái sách bò xào với gừng và hành lá. Cái này thì 9 đồng 25 xu một dĩa. Cái món này là cái món bánh cuốn hấp, bánh cuốn không thôi, không có thịt, không có gì hết. Cái này 7 đồng 95 xu. Còn cái này là chân gà hấp nè. Cái món này là cái món mà ai cũng thích nè. Cái này là 8 đồng rưỡi. Hình như 1, 2, 3, 4,
50 giò gì đó. Cái này là cái bánh tôm hùm chiên giòn 8 đồng rưỡi một dĩa, như nó bốn cái. Đây là cái bánh cuốn này, giống hơn nãy vì đó, nhưng cái này nó có bò, thì cái này là 8 đồng rưỡi. Cái này thì mấy đứa nhỏ nó thích ăn này. Cái này là đồ cái đồ chiên giòn. Chiên giòn thì bên Tây này á, thì đa số là mấy đứa nhỏ và người Tây họ thích ăn. Chân gà thì mấy đứa nhỏ nó không có thích. Để lát cho mình ăn hết luôn. Quay xong rồi đi ăn chân gà hết. Cái món này thì lúc mình ăn xong rồi á, thì họ mới đem ra, mình quên. Thì mình xin cái hộp nhựa thì bây giờ họ không có hộp nhựa nữa, Canada không xài nữa. Họ cấm luật xài hộp nhựa một lần rồi, thì cái hộp này á, mình phải mua là 50 xu. Cái này nó gọi là cái cơm hấp chân gà xương á, xương non á, này á, là 9 đồng 25 xu. Lúc mình ăn xong rồi á, thì họ mới đem cái này ra, thì mình cả nhà thì không ai ăn nữa, thì cho nên là đem về. Tôi xin chào quý vị ở đây, cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn quý vị video sau. Thank you.